Ngày hôm qua 30 tháng 8 thì đội xe đạp Hà Nội cũng đã trở về tới đại bản doanh của mình sau khoảng 2 tháng tập luyện tại Hòa Bình và Sơn La, những nơi có điều kiện tập luyện khắc nghiệt với nhiều cung đường đèo dốc. Với sự trở lại của những trụ cột sau quãng thời gian được đưa đi học tập để nâng cao trình độ, đội xe đạp Hà Nội đang cho thấy quyết tâm rất cao của mình trong lần thứ 3 tham dự mùa giải xe đạp VTV Cup. Sau quãng thời gian tập huấn kéo dài hơn 2 tháng tại Hòa Bình và Sơn La, ngày 30 tháng 8, đội tuyển xe đạp Hà Nội đã trở về đại bản doanh của mình tại Hà Nội để chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi bước vào giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018. Theo đánh giá của ban huấn luyện, dù các tay đua của đội đa phần còn rất trẻ, có thể kém hơn các đối thủ về kinh nghiệm thi đấu, nhưng bù lại, với điều kiện thường xuyên được tập luyện trên các cung đường đèo dốc, đã giúp các vận động viên của đội rất tự tin trong cuộc đua tới các danh hiệu cá nhân. Em và cả đội cố gắng để chứng tỏ là đội trẻ nhưng mà sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình. Một trong những động thái cho thấy xe đạp Hà Nội đặt kỳ vọng không nhỏ ở mùa giải này, đó chính là việc triệu tập trở lại những tay đua có tiềm năng nằm trong kế hoạch phát triển dài hơi, được tạo cơ hội cho đi thi đấu tập luyện, cọ sát ở những địa phương có truyền thống như An Giang hay Vĩnh Long. Quảng Văn Cường hay Nguồn Phương đều có những cơ hội riêng cho mình, nhất là khi họ đã rất trưởng thành. Không phải ngẫu nhiên mà Quảng Văn Cường được chọn vào đội tuyển quốc gia tham gia ASEAN, một sân chơi rất lớn của châu lục. Vì thế cho nên mặc dù Hà Nội bên cạnh Cường và Phương là những vận động viên trẻ nhưng họ đều có thể có cơ hội giải đấu này. Tôi vẫn hy vọng ở Quảng Văn Cường và có biết đâu nữa Ngôn Phương có thể làm lại được cái việc như năm trước, giành treo trắng như Hà Nội. Cũng theo thông tin từ ban huấn luyện, đội đang tích cực để đưa về một ngoại binh người Thụy Sĩ và nếu trong trường hợp mong muốn kể trên không thể thành hiện thực do thời gian đã quá cận kề thì tuyển đua xe đạp Hà Nội cũng đã sẵn sàng với phương án dùng toàn bộ nội lực. Và giải đấu cũng là thời điểm chín muồi để xe đạp Hà Nội thực hiện mục tiêu đi tìm lại vị thế một thời của mình trong làng xe đạp nước nhà.